Chính cô Tịnh Lạc, ngày hôm qua Nhật Quỳnh thấy cái Facebook của cô Tịnh Lạc đó. Nhật Quỳnh có xin kết bạn đó, cô Tịnh Lạc có thấy hay không cô? Nếu cô có thấy thì cô kết bạn trong Facebook của Nhật Quỳnh nha cô. Dạ, nick của Nhật Quỳnh trong Facebook là Hồng Nhật Trần đó cô. Nên Nhật Quỳnh sợ sợ cô không biết, cô không có kết bạn nên Nhật Quỳnh đã ghi ở trong cái tin nhắn. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đấng tăng thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tan cha li anh thi qua răng a gia cha tha san ti tha sát tập ba ra chấp kha cha ti ca đề xê tụ thâm măng a nu câm bi măng ba chăng sa tham ma bê rìm vi na dánh cha ca dăng sua tan cha băng thăng a phi thâm ma châm măng a cô ta dân tơ ca tư sát cha đằng đăng Bà bơ thà nay dây bà đi xa dạ mặt trên Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi Viết lòng mở đạo dạy đời Nhắm vườn lộc giá ngày giờ chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp mà 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chân tối không mòn ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân khổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí trí vẹn toàn Nam mô Bích Tha Giá con thành kính đảnh lễ ngài Tự Siêu vừa quan năm vào đạo tràng và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài từ bi cho chúng con học bài học ngày hôm nay như từng rồi ngài đã nói là đạo phi đạo và tri kiến tịnh và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui tiến hóa và cảm ơn Sài Gòn mưa nắng rất là nhiều. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con chưa bạch ngài? Nếu ngài nghe được âm thanh con, ngài cho con xin một tín hiệu. Dạ, sa thủ đành thai kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thịnh Vân Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tâm Đức quý Phật, tùng nữ quý Phật tử trong rừng. Hôm nay chúng ta sẽ qua cái phần mới của thanh tịnh đạo, cái phần tuệ
Trước đây chúng ta có học về kiến tịnh, rồi đoạn nghi tịnh. Hôm nay chúng ta học về đạo phi đạo tri kiến tịnh. Kiến tịnh hành giả đạt được, thành tựu được cái tịnh pháp này do phát sinh trí phân định danh sắc. Gọi là nam rupa pariccheda, pariccheda nhana. Rồi sau đó hành giả tiếp tục thành tựu cái tuệ thứ hai là tuệ hiển duyên danh sắc namarupa paccaya parikkhaha ñana, tức là thấy được cái duyên khởi của danh, của sắc, của ngũ uẩn này. Thì ở trong thanh tịnh đạo nói đạt được kiến tịnh là hiển lộ về khổ đế. Hành giả sẽ thấy rõ về khổ đế, tức là thấy rõ danh sắc. Qua đến đoạn di tịnh, hành giả đến cái giai đoạn đoạn di tịnh do cái sự phát sinh cái trí thẩm sát về duyên sanh của danh sắc, duyên khởi của danh sắc. Thì đến đây hành giả làm hiển lộ tập đế, tức là nhân sinh khổ. Rồi hành giả tiếp tục minh sát đề mục bằng hai cái thứ tuệ gọi là samasana ñana, tức là thẩm sát tâm tướng, tuệ thẩm sát tâm tướng. Và tuệ kế tiếp gọi là sanh diệt tuệ, hay là tuệ quán sanh diệt upadiyat ñana. Thì khi mà đạt được hai cái tuệ này thì hành giả làm cho hiển lộ đạo đế. Nhưng ở đây khi hành giả đạt tới
sanh diệt tuệ thì hành giả luôn luôn gặp những điều lạ lùng mà trước giờ chưa từng gặp, như là ánh sáng, sự hiểu biết hay sự no vui, phỉ lạc, vân vân, là những ấn chứng mà có thể khiến cho hành giả ngộ nhận đã đắc đầu quả. Và những ấn chứng này gọi là tùy phiền não upakilesa. Và hành giả cần phải xác định rõ cái nào là đạo lộ, cái nào là phi đạo lộ, gọi là đạo phi đạo. Tới cái giờ này, nếu hành giả chấp thủ quan trọng hóa những ấn chứng tùy phiền não ấy thì là phi đạo, sai đường lối tu quán. Nếu hành giả hiểu được tiến trình tu quán cốt yếu ở chỗ ghi nhận được sự sanh diệt của danh sắc, cứ tiếp tục niệm tánh sanh diệt của pháp vô vi thì đó là đạo lộ. Cho tới khi hành giả không còn chi phối bởi các ấn chứng như là ánh sáng, vân vân, thì vị ấy đã thành tựu tịnh pháp đạo phi đạo tri kiến tịnh. Cho nên hỏi đạo phi đạo tri kiến tịnh là gì, thì ngài Bích Thức Khô Sáng ngài có nói rằng ayam mắc vô ayam nam mắc vô thí e quan mắc gần chát a mắc gần chát nhà toa thí tăng nhà nắng panap mắc gà mắc cả nhà đã đa sản nó số thí nằm á. Đây là con đường, đây không phải là con đường trí an trú. Sau khi biết rõ đạo và phi đạo như vậy thì gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Bởi vì nó lẫn lộn, thưa quý vị, trong cái giai đoạn mà tu tập đó, nếu mà bình thường thì tâm thiện sanh khởi thì chúng ta biết đó là đạo lộ rõ ràng quá. Tâm bất thiện sinh khởi tham sân si thì chúng ta biết rõ rằng là phi đạo lộ, tu tập phải rồi, dễ dàng nhận ra. Nhưng mà khi hành thiền quán á, thì ngay khi mà vị hành giả chuyên chú tu quán thì với cái tâm niệm, với cái niệm sắc bén, thì lúc bây giờ nó sẽ phát sinh là ấn chứng như là ánh sáng ô pha sát. Thì đương nhiên mình tu tập mà phát sinh ánh sáng hay là vĩ lạc thì cái đó là cái chuyện rất đáng tán thán, bởi đó là kết quả của sự tu tập đúng. Nhưng mà cái chỗ này đó là cái chỗ sống chết trong gang tấc. Nếu hành giả ngài Xá Lợi Phất trong Tuệ Phân Tích Đạo Bát Tí Sâm Phí Đa Mắc Gác tiểu bộ kinh, ngài có nói khi hành giả tác ý đến tướng vô thường, khổ đau vô ngã, vân vân, thì ánh sáng phát sanh hay là trí phát sanh hoặc là hỷ phát sanh, tịnh phát sanh, lạc phát sanh, vân vân. Nếu hành giả có cái sự chấp thủ
và có cái sự dính mắc các ánh sáng đó, thì tâm của vị hành giả đã bị phân tán, gọi là phóng dật của thể xác. Đó là một tùy phiền não. Hành giả cần phải thản nhiên nhìn vào nó, nhìn vào ánh sáng đó, và chỉ ghi nhận rằng cái này cũng nằm ở trong cái pháp hữu vi, có tánh sanh và diệt, sanh lên rồi quả diệt, chỉ vậy thôi. Rồi hành giả bỏ qua, trở lại với cái điều mục chính của mình. Như vậy đó mới là cái đạo lộ tu tập. Còn mà ánh sáng hay phỉ lạc phát sanh mà hành giả bị vướng mắc, có cái sự vọng móng, ham thích, thì cái đó nó bắt đầu phản tác dụng với cái việc tu tập. Tức là hành giả đã đi vào cái con đường phi đạo lộ, đi vào phi đạo lộ. Cho nên cái giai đoạn này là giai đoạn khá quan trọng. Mà chúng ta học thì chúng ta không thấy là quan trọng, sao cũng được. Nhưng mà nếu mà trong số các học viên chúng ta ở đây mà chúng ta có thực hành thiền quán, thì nhớ cái chỗ này, chúng ta nhớ cẩn thận. Chúng ta nhớ cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội dung. Sau khi chúng ta hiểu được tại sao, thế nào gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh, bây giờ thì chúng ta để hạ hồi phân giải. Khi chúng ta học ở đây đó, thì chúng ta học ba phần. Thứ nhất là chúng ta học về cái giai đoạn tu tập tuệ thẩm sát tam tướng Sammasana Ñāṇa. Phần thứ hai là chúng ta học về cái tuệ quán sanh diệt Ubhayaviya Ñāṇa. Rồi cái phần thứ ba, chúng ta trở lại để bàn về 10 hay là 30 cái tùy phiền não Upakalesa. Bây giờ chúng ta học về tuệ thẩm sát tâm tướng. Tâm tướng Tilakkhana, tức là ba cái hiện tướng của pháp hữu vi, là vô thường anicca, khổ dukkha, vô ngã anatta. Gọi là vô thường anicca vì các pháp hữu vi diễn tiến sanh diệt, gọi là upadavaya vatito.
gọi là vô thường vì cái pháp thực tính biến đổi. Như người ta nói rằng là không thể tắm hai lần cùng một dòng nước, cùng một dòng nước. Bởi vì khi mà chúng ta xuống tắm thì nước đó nó là như vậy, rồi nó lưu chuyển. Chúng ta bước lên và bước xuống trở lại, bước lên bờ và bước xuống trở lại thì nó lại là cái nguồn nước thay đổi, nguồn nước thay đổi. Cho nên cái sự biến đổi đó, viparinamato, đó là cái nghĩa của cái sự vô thường. Nghĩa thứ hai, vô thường có nghĩa thứ ba là tạm thời, tavakkalikato. Ở trên đời này cái gì nó cũng có cái thời hạn, không có cái gì vĩnh viễn thường hằng, nó phải có cái thời hạn, chúng ta gọi là tạm thời. Bởi vì nó sanh lên á, thấy nó trụ á, sanh lên trụ nhưng mà rồi phải diệt, để nhường cho cái pháp khác sanh lên, cho nên chỉ gọi là tạm thời. Đó là nghĩa thứ ba. Còn nghĩa thứ tư, vô thường lại trái nghĩa với thường còn, nịch chát và tích khi và tù. Mấy cái chi pháp này là chúng tôi cố tình ghi rõ như bằng cái tiếng Bali luôn, để sau này khi mà quý vị đọc thanh tịnh đạo giảng lược thì quý vị thấy biết. Vì trong tiếng Việt của chúng ta có đôi khi vị dịch thế này, vị dịch thế kia, làm cho chúng ta hoang mang. Cho nên ở đây chúng ta cứ y cứ vào Bali. Cũng rất may là chúng ta có cái nguyên bản Pali của cái bộ thanh tịnh đạo Visuddhimagga. Cho nên cái chuyện mà so sánh đối chiếu và tìm hiểu ở trong đó, ghi chú trong đó cũng dễ thôi. Nhưng mà chỉ có cái này, mặc dù mình ghi chép cẩn thận, ghi chú, nhưng mà Phật tử coi thường, xem như là cái chuyện đó mất công quá, ghi gì mới đi cho nó rườm rà, rồi quý vị bỏ qua không thèm đếm xỉa tới thì gì, nó uổng chứ không có gì. Đó là chúng ta nói về vô thường. Chúng được bốn cái đặc tính, bốn ý nghĩa này thì chúng ta mới hiểu gọi là hiểu cái sự vô thường. Cái trạng thái diễn tiến sanh diệt luôn luôn biến đổi, nó chỉ có tạm thời và trái nghĩa với thường còn, thì như vậy cái đó gọi là vô thường. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về khổ não, chữ dukkha đó. Khổ não có bốn ý nghĩa, gọi là khổ não vì luôn bị bức xúc, apinha sambatti sambatti pilanato. Chữ apinha là luôn luôn, sambatti pilanato tức là bị bức xúc. Khổ chúng ta định nghĩa cho đó, chứ chúng ta khổ cần phải định nghĩa
Khổ là thiếu ăn, thiếu mặc, hay là khổ vì bệnh hoạn, hay là chốc. Chúng ta nói cái khổ, khổ thông thường quá. Còn bây giờ chúng ta nói về cái đặc tính của khổ não là luôn luôn bị bức xúc. Cái tình trạng mà luôn luôn bị bức xúc, cái đó gọi là khổ. Thứ hai gọi là khó kham nhẫn, đúc khắp mà tù. Cái tiếp đầu ngữ đúng có nghĩa là khó, và cái chữ khamato, khamati, khamatiti, khamat, hay là khamatiti, khamti. Chữ khamti là nhẫn nại, hay là kham nhẫn, chịu đựng. Cho nên cái chữ đúc khamato có nghĩa là khó kham nhẫn, khó chịu đựng. Chúng ta tắt là khó chịu, cái tình trạng khó chịu. Nghĩa thứ ba, dukkha vatuto, cái căn cội của mọi thứ khổ, thì cái đó gọi là khổ não trong tam tướng. Khi chúng ta nói vô thường khổ, vô ngã, thì cái chữ khổ chúng ta phải hiểu rộng chút. Thí dụ bây giờ khi mà chúng ta nói đến khổ, khổ hôm nay chúng ta có cái chuyện buồn phiền, cái đó là khổ. Hôm nay thức dậy tại sao mà nó bị nhức đầu ở trong mặt, hoặc là khớp tay khớp chân nó bị đau đớn, thì cái đó là khổ, khổ đúng khác, đúng khác. Nhưng mà cái khổ, khổ đó nó chỉ một phần ở trong cái danh từ gọi là dukkha lakkhana, tức là cái tướng, tướng trạng khổ trong tam tướng. Thì ở đây khi mà chúng ta đang hạnh phúc, hạnh phúc vì có tiền, hay là hạnh phúc vì chúng ta được ăn ngon, hoặc là chúng ta ngủ được thoải mái, vân vân. Cái hạnh phúc đó, nó là khổ. Tại sao khổ? Vì cái hạnh phúc này nó chỉ có tạm thời, nó có đó rồi mất đó. Chúng ta ăn vài miếng đậu thì nó ngon, nhưng mà chúng ta ăn hết bữa ăn rồi chúng ta no quá, thì lúc bây giờ cái ngon đó nó biến mất, và nó để nhường lại cho cái trạng thái gọi là khổ đúc khắc. Cho nên tất cả cái sự khổ ở đời xảy ra đều là do cái sự vô thường biến hoại, rồi nó làm cho phát sanh lên đúc khác. Thì đúc khác nó là căn cội của mọi thứ khổ khác. Trong cái nghĩa thứ ba này đó, thì chúng ta phải chiêm nghiệm từ từ để chúng ta thấm, chúng ta hiểu. Còn nếu như mà chúng ta chưa kịp chiêm nghiệm thì chúng ta không hiểu tại sao khổ là căn cội của mọi thứ khổ là sao. Thì ở đây trước hết là chúng ta phải hiểu cái khổ tam tướng, khổ mà do cái sự vô thường. Thì ngay khi mà chúng ta sống hạnh phúc cũng có cái mầm khổ trong đó rồi. Rồi còn cái khổ, còn mọi thứ khổ ở đây là ám chỉ cho cái trạng thái buồn bực, hay là tâm buồn bực và thân đau đớn nhức nhối, cái đó là mọi thứ khổ.
Cái nghĩa thứ tư của cái sự khổ não là trái nghĩa với lạc, gọi là xuất khắc và tích thi và tù. Trái nghĩa với lạc. Trái nghĩa với lạc gọi là khổ. Bốn ý nghĩa này hiểu được là chúng ta hiểu được đặc tính khổ của pháp vô vi. Bây giờ chúng ta nói đến cái đặc tính của pháp vô ngã. Gọi là vô ngã vì trống rỗng, sự nhà tù. Vì không sở hữu, không sở hữu chủ, asamikato. Vì không diễn tiến theo quyền năng, awasawatiyu, watito, awasawatito. Và thứ tư là trái nghĩa với cái ta, gọi attack, patikhipatu. Ý nghĩa của vô ngã chúng ta khó nuốt hơn là khổ não nữa. Trước hết chúng ta phải chịu cái tiếng vô ngã. Một, tại sao gọi là trống rỗng? Ví như cái nhà mà chúng ta dựng lên để ở, ở ngoài nhìn vào thì chúng ta thấy nó đồ sộ như vậy đó, nó chiếm cái không gian như vậy đó. Nhưng mà thật ra thì nó do cái sự kết hợp giữa cái cột, cái kèo, đòn tay, những cái tấm lá lợp. Rồi ở bên hông đó, bên hông nhà thì chúng ta xây tường hoặc là chúng ta đóng ván phơn, hoặc là chúng ta dùng vách lá. Thì tất cả những cái vật liệu mà xây dựng đó chúng ta sắp đặt lên cho nó thành một ngôi nhà. Nhưng mà thực ra đó, thì nó không có cái gì mà gọi là ngôi nhà cả. Bởi vì nếu mà chúng ta gỡ cái tấm tôn đen xuống, chúng ta chỉ cái tấm tôn đó phải cái này là cái nhà không, nó không phải. Cái này nó chỉ là tôn thôi. Chúng ta gỡ cái đòn tay xuống, chúng ta hỏi mọi người cái đòn tay này có phải là cái nhà không, thì người ta nói không phải, nó chỉ là một cái cây đòn tay dài, gỡ cái kèo, gỡ đến cái cột, chúng ta gỡ đến vách phơn. Nói chung nếu như mà mấy cái thứ đó nó rời rạc với nhau thì nó không thành cái ngôi nhà. Cũng vậy, cái thân ngũ uẩn này do cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, do cái nọ có mặt cho nên cái đó cái khác mới có mặt. Thì khi mà vị hành giả mà tu tập quan sát thì chúng ta thấy là nó rỗng không, nó không vì là rỗng không, không có cái gì gọi là cái tôi cái ta hết. Không có cái gì gọi là cái linh hồn ở trong cái thân này. Cái linh hồn tìm đâu có thấy, đâu có biết. Cho nên không có cái ngã trong đó. Cho nên nó trái nghĩa với cái tà. Còn hai cái nghĩa gọi là vô sở hữu, vô sở hữu chủ, không diễn tiến theo quyền năng, là có nghĩa như thế này. Vì rằng
mọi cái sự vật, dù cho tài sản, vật dụng mà chúng ta dùng xài, ngay cả cái thân này gọi là của tôi, ai hỏi cái này của ai nói của tôi, cái đó là chúng ta chỉ là tục đế chế định thôi, chế định để cho biết vậy, chứ thật ra thì không có sở hữu. Đức Phật ngài thuyết ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng Anattapanasati, ngài nói rằng này, cái tỳ kheo, nếu sắc thân này là hữu ngã và mình có quyền, có sở hữu, có quyền hạn, thì mình có thể điều khiển sắc này hãy như thế này, đừng như thế nọ, thọ tưởng hình thức này như thế này, đừng như thế nọ, nó xanh lên đừng cho bị già, mà nó đã già rồi đừng cho bị chết. Không thể nào mà điều khiển như vậy, không có quyền năng nào mà điều khiển gì được. Cho nên mới gọi là vô ngã, tức là không diễn tiến theo quyền năng, mà nó tùy theo duyên, duyên sanh được duyên diệt, không có ai sắp đặt được. Cho nên chúng ta phải hiểu vô ngã, cái bản chất là trống rỗng, không phải là sở hữu chủ, gọi là vô ngã. Không diễn tiến theo quyền năng, gọi là vô ngã. Trái nghĩa với cái ta, gọi là vô ngã. Đó là bốn ý, bốn cái đặc tính, bốn ý nghĩa của cái pháp vô ngã. Hiểu được vô thường, khổ đau, vô ngã như vậy rồi đó, thì chúng ta phải biết thêm thân của quẩn này từ lúc sanh ra cho đến chết chỉ thấy có vô thường, vì diễn tiến sanh rồi diệt luôn luôn biến đổi, có mặt tạm thời không có thường còn. Lại nữa, pháp hữu vi sanh khởi đến trụ, lại mệt mỏi với già, già rồi tan rã, đây gọi là khổ. Và vì pháp hữu vi là rỗng không, không diễn tiến theo quyền năng của ai, rằng mong cho đừng già đừng tăng rã, nên gọi là vô ngã. Đó là cái lời tóm tắt ở trong Thanh Tịnh Đạo. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần tu tập. Hành giả tùy quán, chữ tùy quán anh gọi là anupassana ở đây nhé, gọi là tùy quán, có nghĩa là cái sự quán liên tục. Ở đây gọi là anupassana, nó khác hơn về cái passana passati là thấy. Chúng ta học Pali thì những đó là thấy. Sáng chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy xe cộ chạy qua chạy lại, thấy người này, thấy người kia mặc áo xanh áo đỏ, vân vân. Chúng ta thấy như vậy rồi, thấy phớt qua rồi, chúng ta đi lo, đi mua sắm cái chuyện của mình. Cho nên cái đó chỉ gọi là passivity,
Vipassana thôi. Nhưng mà một cái vị tu tập đó, họ làm sao mà suốt cả ngày từ sáng đến chiều họ nhìn cái thân này, họ chỉ thấy nó vô thường, thay đổi. Chúng ta gọi anuvasana, tức là chúng ta thường xuyên nhìn thấy. Bây giờ hành giả tùy quán vô thường đối với ngũ uẩn có 10 điều. Ở đây chúng tôi tóm tắt lại, chứ thực ra thì nó có tới 50 điều. Tại sao? Bởi vì sắc uẩn, tùy quán sắc uẩn 10 điều, tùy quán thọ uẩn 10 điều, tùy quán tưởng quẩn 10 điều, tùy quán hành quẩn 10 điều, tùy quán thức quẩn 10 điều. Như vậy thì 10 cái cách tùy quán vô thường đó mà nhân cho 5 quẩn thì nó trở thành 50 cách tùy quán. Nhưng mà có cần thiết đâu phải nói vậy. Chúng ta chỉ cần nói như thế này: hành giả tùy quán vô thường đối với ngũ quẩn có 10 điều, 10 khía cạnh, 10 ý nghĩa. Ngũ quẩn là vô thường, anicca-tô. Ngũ quẩn là rã tan, palokkato. Ngũ quẩn là biến động, chalato. Ngũ quẩn là mộng manh, dappanguto. Ngũ quẩn là không bền vững, athuvato. Ngũ quẩn là tự tánh biến đổi, viparinamathammato. Ngũ quẩn là không cốt lõi, asarakkato. Ngũ quẩn là có như không, có đó rồi mất đó, quý sao quá tù. Ngũ quẩn là bị tạo tác, sanh khát tù. Ngũ quẩn có tự tánh là chết, là tiêu diệt, là mất. Bây giờ chúng ta cứ ngày nào chúng ta cũng ngồi quán. Mà thường thì chúng ta chỉ quán sắc quẩn là vô thường, thọ quẩn là vô thường, tưởng quẩn là vô thường, hành quẩn là vô thường, thức quẩn là vô thường. Hay là chúng ta nói sắc quẩn là rã tan, thọ quẩn là rã tan, tưởng quẩn là rã tan, hành quẩn là rã tan, thức quẩn là rã tan. Chúng ta cứ ngồi chúng ta suy niệm thế. Hãy chúng ta nhớ hết 10 cái khía cạnh của quẩn, thì chúng ta có thể chúng ta suy niệm được. Hành giả tùy quán khổ đối với ngũ quẩn có 25 điều. Như sao? Ngũ quẩn là khổ, dukkhato. Ngũ quẩn là bệnh tật, rogato. Ngũ quẩn là một ghẻ, ganato. Ngũ quẩn là mũi tên, salato. Ngũ quẩn là tai ương, akato. Là dịch bệnh, abathato. Là hoạn nạn, itito. Là tai họa, upadavato. Là nỗi sợ, phajato. Là mối đe dọa, upasakato. Là không an toàn, atanato. Là không chỗ trú, alenato. Là không chỗ nương, asaranato. Là sự nguy hại, adinawato. Là gốc tai ương, akhamulato. Là kẻ sát hại, vathakato. Là cảnh lậu, sasawato. Là mồi của ma, maramisato.
là tự tánh sanh cha thí tham ma tô, là tự tánh già cha ra tham ma tô, là tự tánh bệnh cha thí tham ma tô, là tự tánh sầu sô cát tham ma tô, là tự tánh bi ai paridewa tham ma tô, là tự tánh áo não upaya sát tham ma tô, là cảnh phiền não sân kỷ lê sikato. 25 cách tùy quán về khổ. Nếu tùy quán chung năm quẩn thì chúng ta có 25. Nếu mà tùy quán riêng mỗi quẩn như là sắc quẩn là khổ, sắc quẩn là bệnh tật vân vân, thọ quẩn là tưởng quẩn là hành quẩn là thức quẩn là, thì như vậy năm dân 25 thì chúng ta có 125 cách. Nó nhiều quá mình nhớ. Bây giờ hành giả tùy quán vô ngã đối với ngũ quẩn có 5 điều. Ngũ quẩn là vô ngã anattato, ngũ quẩn là xa lạ prato, bởi vì nó không có, nó không vô là không phải, không phải là ta, cho nên nó có cái nghĩa là xa lạ. Ngũ quẩn là trống quang, rít. Ngũ quẩn là trống rỗng, tuchato. Ngũ quẩn là trống không, sunyato. Chúng ta siêu quá năm cái đó. Năm là 25. 25 cái này với 125 cái kia, với 50 cái nọ, thì như vậy chúng ta có bao nhiêu? Chúng ta có 200. Chúng ta có 200. Chúng ta có 200 cách để chúng ta quán, tùy quán về vô thường vô nâu vô ngã. Nhưng mà những con số đó quý vị không có cần phải chú ý là cái gì. Ở đây trong sách Thanh Tịnh Đạo nói thì sẵn đây chúng ta nói luôn như vậy thôi. Nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ sắc quẩn là vô thường, thọ quẩn là vô thường, tưởng quẩn là vô thường, hành quẩn là vô thường. Sắc quẩn là khổ, thọ quẩn là khổ, tưởng quẩn là khổ, hành quẩn là khổ, thức quẩn là khổ. Sắc quẩn là vô ngã, thọ quẩn là vô ngã, tưởng quẩn là vô ngã, hành quẩn là vô ngã, thức quẩn là vô ngã. Chúng ta chỉ nhớ một điều đầu cũng được rồi. Một trong 10 điều, một trong 25 điều, một trong 5 điều đó chúng ta nhớ được rồi. Đối với ngũ quẩn, nó cũng không phải là lúc mà chúng ta học quá thì chúng ta thấy khó. Nhưng mà đến khi chúng ta thực hành thì hãy chúng ta thuận điều nào thì chúng ta sẽ tùy quán cái điều đó, chứ không phải bắt buộc chúng ta phải nhớ thứ lớp như ở trong cái bài học. Các vị Phật tử chúng ta cần phải lưu ý điểm này. Như vậy hành giả tùy quán tâm tướng đối với ngũ quẩn nó có 40 điều. 40 điều đó, 10 điều tùy quán vô thường, 25 điều tùy quán khổ và 5 điều tùy quán vô ngã. Cho nên có 40 điều. Mà lấy 40 điều đó mà chúng ta nhân cho 5 quẩn thì nó thành ra 200 điều.
một cái tóm tắt để chúng ta nhớ được ba cái ý nghĩa tùy quán. Chúng ta nhớ cái này, ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói rõ là ba ý nghĩa chính của tam tướng là vô thường với ý nghĩa là hoại tiêu. Anicchang khayatthena, khayatthena, anicchang khayatthena, vô thường có nghĩa là hoại tiêu, khổ với ý nghĩa là kinh khủng, đục khăn phải dắt thiền á. Hãy nói đến khổ thì ai cũng sợ, sợ gọi là phá giá. Và vô ngã với ý nghĩa là không cốt lỗi, anatta asarathina, asarathina. Sở dĩ mà Ngài phân tích, Ngài sắp đặt cho chúng ta như vậy đó, để chúng ta học tới, học lui, học xuôi, học ngược, chúng ta mới nắm bắt được thể cái chỗ nào mà chúng ta cảm thấy dễ hiểu, dễ nhớ thì chúng ta cứ nắm bắt cái chỗ đó đi. Ngài có giải thích vô thường với nghĩa hoại tiêu, vì rằng pháp hữu vi sanh khởi rồi phải tan rã, không tồn tại vĩnh cửu. Khổ với nghĩa kinh khủng, vì sự vô thường biến hoại là nỗi ám ảnh sợ hãi cho chúng sanh. Vô ngã nghĩa không cốt lỗi, vì không có bản thể tự ngã, không có quyền năng chặn đứng cái sự vô thường khổ được. Hành giả có thể quán tổng quát tam tướng như sau. Bây giờ chúng ta quán tổng quát, chúng ta tự quán tổng quát. Quý vị nhớ cái này cũng được. Bất cứ sắc nào, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, sắc ấy đều là vô thường, khổ đau, vô ngã. Cách tóm tắt như vậy nên dễ hiểu. Bất cứ thọ nào, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, thọ ấy đều là vô thường, khổ đau, vô ngã. Bất cứ tưởng nào, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, tưởng ấy đều vô thường, khổ đau, vô ngã. Bất cứ hành nào, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, ấy đều vô thường, khổ đau, vô ngã. Bất cứ thức nào, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, thức ấy đều là vô thường, khổ đau, vô ngã. Cái đó là chúng ta quán, chúng ta thẩm sát về tam tướng. Cứ nhớ như vậy. Khi tu tập tùy quán vô thường, sẽ từ bỏ thường tưởng nicchasanya. Tu tập tùy quán khổ, sẽ từ bỏ lạc tưởng sukhasanya. Tu tập tùy quán vô ngã, sẽ từ bỏ ngã tưởng attasanya. Chúng sanh phạm phu chúng ta bị khổ vì chúng ta có cái này có cái kia, chúng ta hay bị cái tưởng gọi là nicchasanya, là thường tưởng, là chúng ta cứ nghĩ nó sẽ tồn tại, nó sẽ vĩnh hằng, nó sẽ là bất diệt, cho nên chúng ta mới khổ. Bởi vì cái cuộc sống này
làm sao mà nó tồn tại được, rồi nó cũng sẽ biến mất. Do đó cho nên hãy tu tập tùy quán vô thường, thì chúng ta sẽ bỏ được cái tư về thường. Ở trong đời này chúng ta cũng hay bị cái tình trạng gọi là chúng ta cứ tưởng cái lạc, sự an vui ở trên đời này có gì có hạnh phúc, cho nên chúng ta mới bị thất vọng, tuyệt vọng. Bây giờ chúng ta tu tập tùy quán khổ, chúng ta từ bỏ được lạc tưởng. Và con người của chúng ta bị hoàng hoại, đau khổ là vì chúng ta chấp cái ngã. Cái ngã sở, ngã chấp, tôi là, tôi có. Cho nên khi mà cái sự vô thường khổ xảy đến mà mình điều khiển không được thì lúc bây giờ mình uất ức, sầu muộn, có chi. Cho nên chúng ta tùy quán vô ngã thì chúng ta từ bỏ được cái ngã tưởng. Cuối cùng thì sau khi hành giả đạt đến tuệ tẩm sát, Sammasana Ñāṇa, có trí thanh tịnh do từ bỏ thường tưởng, lạc tưởng, ngã tưởng, nhờ tu tùy quán vô thường khổ vô ngã đối trị, vì ấy khởi sự tu hành để đạt đến tuệ sinh diệt. Thì bây giờ đó, nhưng mà bữa nay thì chúng ta không có khởi sự tu hành để đạt đến tuệ sanh diệt được đâu. Tuần sau chúng ta mới học tới cái tuệ sanh diệt Upajñāṇa. Đến đây thì cũng vừa với cái thời lượng nên chúng tôi kết thúc bài học này. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phương báo cơ trùng. Nam mô Bụt Thầy. Bhagavan tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha bhava na sada sati bhagavan tu te bhagavan tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa dhamma bhava na sada sati bhagavan tu te bhagavan tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa sangha bhava na sada sati bhagavan tu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.